đối với những mẫu loa súp điện mà của các thương hiệu nổi tiếng hàng chính hãng linh kiện cấu tạo ở bên trong từ mạch phân tần cho tới củ loa thì chắc chắn chất âm không hề thua kém gì so với mẫu loa súp hơi Chào quý vị và trong số video ngày hôm nay thì Nhật Trường sẽ giới thiệu tới quý vị chi tiết về mẫu loa súp của thương hiệu Anto Và trong số video gần nhất vừa mới lên sóng tại Bảo Châu Lách thì Nhật Trường cũng làm một cái video giới thiệu sơ qua về ba mẫu loa súp của thương hiệu Anto vừa mới về tại Bảo Châu Lách đúng không ạ Và kể từ khi ra mắt thì cũng rất nhiều quý vị muốn quan tâm và hỏi xem là liệu ở trên phiên bản mới này nó có cái cải tiến gì khác biệt Và ở bên trong cái cấu tạo của loa nó như thế nào rất nhiều quý vị cũng đang muốn xem đúng không ạ? Vậy thì trong số video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng ngắm nghĩa đúng không ạ? Cùng ngắm nghĩa cùng nhau đưa ra những cái ý kiến xem là liệu trên phiên bản mới này nó có những cái sự khác biệt gì cũng như là nhật trường sẽ sâu cái phần nội thất ở bên trong để quý vị có thể quan sát được kỹ hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái phần nét thiết kế đi, vẫn như ban đầu đúng không ạ? Chúng ta nói từ ngoài vào trong. Thì nếu như quý vị để ý kỹ Anto vẫn giữ được cái lối thiết kế một cái form phải nói là gần như là truyền thống ở trên cái phiên bản loa sub. Chúng ta vẫn nhận thấy là một cái form khá quen thuộc. Nó không có cái sự khác biệt gì nhiều so với phiên bản trước đây. Cho nên là nếu quý vị nhìn thoáng qua có thể rất dễ nhầm lẫn với phiên bản cũ. Có chăng thì nó có sự khác biệt một chút đến từ cái phần cụm logo. Đấy nó có phần cái đèn LED nhìn nó cảm giác nó có một cái gì đó nó thu hút hơn, nó huyền bí hơn đúng không ạ? Và chúng ta nhìn nó giống như một cái thỏi nam châm nó kéo cái ánh mắt chúng ta lại vào cái phần trung tâm này. À, và thứ hai nữa nó đến từ những cái phần ê căng có một chút cái ngắt nghỉ ở cái phần à, qua cái quãng như thế này thì đó là cái dấu hiệu để quý vị có thể phân biệt được trên phiên bản là mới này. Còn về mặt thiết kế của thùng loa chúng ta sẽ nói về phần nước sơn đi Nước sơn thì nhà trường vẫn đánh giá nó như cái phiên bản cũ thôi Không có sự khác biệt gì nhiều Nó vẫn y chang như vậy nếu như không muốn nói là nó không có sự thay đổi Đúng không ạ? Vẫn cái nước sơn đó và cái đây là dòng nước sơn gọi là chống xước Với cái phần bề mặt nhám nhám như thế này Để nó hạn chế được tình trạng bị xước trong quá trình sử dụng và quan trọng nhất đó là gì ạ? Cái nước sơn này, cái màu sơn như thế này nó vừa sạch sẽ, mà vừa đem đến cái sự an toàn dành cho quý vị khi mà chơi. Đặc biệt với cái phiên bản năm 50 này quý vị hay đánh sự kiện ở ngoài thì cái phần nước sơn này nó cũng sẽ hạn chế được tình trạng bị nước mưa ngấm vào cái phần vỏ loa mà chắc chắn là khi ngấm vào vỏ loa thì nó sẽ bị vặn đạo vào bên trong. Cái nước nó sẽ vặn vào thùng loa và như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến về mặt chất âm đúng không ạ? Âm học nó cũng sẽ không còn được đảm bảo nữa. À, còn nói qua một chút về cái cân nặng thì ở trên phiên bản mới này thì cân nặng của nó đâu đó rơi vào khoảng tầm hơn 40 kg thì chính xác là rơi khoảng tầm 42 kg hơn. So với phiên bản cũ tiền nhiệm thì nó là khoảng 39 kg. Thì điều đó nó cũng sẽ giúp cho cái chiếc loa súp của chúng ta có được cái độ lì hơn, độ đầm hơn trong quá trình mà chúng ta đánh. Khi chúng ta chơi ở cái cường độ cao đúng không ạ? Thì cái áp lực âm thanh nó phát ra, nó khiến cho chú loa súp của chúng ta vẫn giữ được cái độ đầm dưới với mặt đất khi đó thì cái chất âm của cái giả lo bát nó sẽ thể hiện được sự ổn định hơn thưa quý vị à, đó là về một chút về cái nét thiết kế của mẫu loa này chúng ta sẽ có ba phiên bản là ts 12 s ts 15 s và ts 18 s lần lượt là bát 30 40 và 50 à, thì gần như là về cơ bản thì nó cũng giống nhau thôi nó chỉ khác nhau một chút về cái nó gọi là cái cái cấu tạo của cái phần vỏ loa bên trong đúng không cái 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 phần mạch xử lý bên trong do đó là nhật trường sẽ lấy điển hình ở cái mẫu bát 50 này để sâu cho quý vị xem nó chi tiết như thế nào về trang bị thì ở đây nó là củ loa bát 50 công suất nó nhỉnh hơn so với phiên bản cũ tiền nhiệm là 250w là cụ thể 1250 phiên bản tiền nhiệm nó thì sẽ chỉ rơi vào 1000w thôi phiên bản này nó nâng lên được 1250 Kết hợp với lại cường độ phát âm cực đại nó cũng được nhỉnh hơn. Ở phiên bản này thì nó sẽ là khoảng 137dB. Ở trên phiên bản cũ thì nó rơi vào đâu đó khoảng 133dB. Nhật trường nhớ không nhầm thì nó là như vậy. Do đó là nó cũng sẽ phản ánh được một điều, cái âm bát của chúng ta. Nó đánh được chắc hơn, được khỏe hơn. Nó có được một cái độ phấn khích đúng không ạ? chúng ta gọi là phấn kích hoặc là chúng ta gọi là khiêu khích cũng được khi mà chúng ta chơi ở những cái dòng loa súp như thế này đó à, do đó là nếu như quý vị có thể áp dụng cho không gian của gia đình hoặc là kinh doanh sân khấu đều được quý vị nhé cả củ loa bát 30, 40, 50 thì đều vẫn công suất là như nhau 1.250 w à, và một cái hay ở trên cái mẫu loa súp mới này của thương hiệu Anto đó chính là gì ạ họ nâng cấp khá nhiều nâng cấp từ cái phần buồng âm này Phần buồng âm này họ cũng đã thiết kế lại một chút Do đó là cái về mặt âm bát nó cũng xuống được sâu hơn Cái trường âm thanh nó thể hiện được rộng hơn Ở trên phiên bản cũ thì nó đâu đó rơi vào khoảng tầm độ 44 cho tới 86 hạt Thì ở trên phiên bản mới này nó xuống được tới 35 hạt và lên tới 100 hạt Cái trường âm thanh của giải âm bát nó có được cái độ rộng như vậy Thì nó sẽ cho phép các cái giải âm thanh nó cộng hưởng cùng với nhau khi đó thì cái âm bass chúng ta nó không bị mỏng, nó có được cái độ rèn được độ ấm. Và như vậy chúng ta nghe nó cảm giác nó không hời hợt đúng không ạ? Nó giúp chúng chúng ta cảm xúc hơn khi mà chúng ta chơi. Đó thì là một chút về cái cải tiến về búa âm nó cũng sẽ ảnh hưởng được cái phần giải âm là như vậy. và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng cái hay ở mẫu loa sub này đó chính là ngoài cái việc giải âm đã xuống được sâu hơn, công suất lớn hơn thì cái giá thành của nó thông thường, bình thường những sản phẩm khác khá là nhỉnh đúng không ạ? Cái phiên bản à, ra sau này thường nó sẽ cao hơn rất nhiều Đâu đó giờ khoảng tầm hơn 1 triệu hoặc thậm chí 2 ba triệu là chuyện bình thường Nhưng ở mẫu loa súp điện tô này Họ không hề nâng quá nhiều giá Phải nói là thực sự tô làm giá yêu thương thật Quá yêu thương Khi mà nó chỉ hơn có một vài trăm thôi Nhưng mà chúng ta lại có được những cái sự thay đổi như vậy à, Kể cả là cái phần mạch xử lý bên trong nó vẫn là sử dụng mạch Club D Đấy, nó cho cái hiệu năng tốt khi mà chúng ta chơi ở cái cường độ lâu thời gian lâu dài thì nó vẫn ít bị hạn chế về phần méo tiếng đúng không ạ à, còn à, về mặt đằng sau này thì quý vị à, sẽ có thể xem qua được xem nó có những sự khác biệt như thế nào đây để cùng nhật trường sẽ tìm hiểu qua về phần mặt đằng sau đúng không ạ à, quý vị sẽ nhận thấy được nó vẫn có được những cái nét thiết kế giống như là những cái phiên bản trước đây thôi à, những cái nút chức năng cũng như là những cái cổng kết nối nó vẫn na ná như vậy ở đây chúng ta có input một input hai à, rồi thì cổng link đúng không cổng, những cái cổng link out ra à, còn ở chỗ trên này thì chúng ta sẽ có những cái uh, nút chức năng ví dụ như ở đây là speaker use à, chúng ta dùng để lựa chọn uh, những cái kiểu chơi khác nhau dành cho các cái cụ, uh, cụ loa ví dụ như ở đây chúng ta chọn là uh, eq oh, tức là chúng ta dùng để chơi ở chế độ uh, tắt eq chơi ở chế độ phẳng đúng không ạ còn chúng ta dùng để chế độ like mỗi một lần ấn như thế này nó sẽ chuyển chế độ quý vị nhé Chuyển chúng like tức là chúng ta chơi theo kiểu dạng như là nhạc sống là chơi theo kiểu dạng live pen đúng không ạ còn phía dưới này chúng ta theo kiểu gọi là dj Đấy, chơi nó với cái tinh thần nó máu lửa hơn nó bốc lửa nó mạnh mẽ hơn còn phía dưới này thì dùng để à, lựa chọn các cái kiểu pha để chúng ta chơi thôi ở đây chúng ta sẽ có không độ này à 270 độ, 180 độ và 90 độ. Đấy, thì tùy vào cái mục đích sử dụng của quý vị mà quý vị cũng lựa chọn thôi. Mỗi một lần nhấn như này nó sẽ chuyển chế độ của quý vị nhé. Còn đây thì là cái nút âm um, lượng của cái loa sub chúng ta. Vì là loa sub điện cho nên nó đã có mạch công suất tích hợp sẵn bên trong rồi. Đấy, cho nên chúng ta sẽ không cần phải phối ghép với lại cục đẩy hay là uh, âm ly gì cả. Đấy đúng không ạ? Nó là một cái hay của những dòng sub điện như này rất là nhiều quý vị vẫn còn nói rằng liệu súp điện chơi nó có đủ hay không thì nhật trường khẳng định luôn là đối với những mẫu loa súp điện mà của các thương hiệu nổi tiếng hàng chính hãng linh kiện cấu tạo ở bên trong từ mạch phân tần cho tới củ loa vân vân đúng không ạ nó đều là chính hãng ngon nghẻ thì chắc chắn chất âm không hề thua kém gì so với mẫu loa súp hơi à rồi bây giờ thì có lẽ là nhật trường sẽ cùng quý vị sâu cái phần nội thất ra để xem như nào và thưa quý vị khi chúng ta tháo ốc ra thì đây chính là cái phần tấm e căng bên trong quý vị nhé có một cái chi tiết mà nếu như quý vị muốn tháo ra để thay hoặc là để xem đi đó vệ sinh thì quý vị lưu cái phần chân này nó khá là nhạy cảm rất là dễ gãy quý vị nhé cho nên là chúng ta cái phần dây này quý vị rút thẳng ra nhớ là cầm cả cái cụm này chúng ta rút thẳng ra nhé để tránh trường hợp nó bị cong cái chân này Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn qua cái phần hệ thống cụ loa này Đấy, quý vị có thể nhận thấy được đây là cụ loa bass 50 cho nên nó rất là lớn phải không ạ ở đây nó sử dụng bằng cái gân ở đây là gân vải tầm dầu quý vị nhé cái gân vải này nó gân vải này thì nó sẽ cho phép chúng ta chơi được bền hơn, cái tuổi thọ nó sẽ lâu hơn, đúng không ạ? Đánh áp lực trong thời gian lâu dài, dùng nhiều năm nó vẫn không bị tình trạng nhão tiếng và sau này nó bị bè tiếng. đó. Ờ, thì ở đây quý vị có thể nhận thấy cái gân vải tầm dầu cho nên cái phần màu đen này đều là dầu khá là bóng đúng không ạ? Còn cái phần màng này nó là màng dạng màng giấy. Đây là hai lỗ thông hơi này, hai lỗ thông hơi phía trước này khá là lớn. khi mà chúng ta có cái phần lỗ thông hơi phía trước và đặt ở bên trên như thế này. Đấy thì nó sẽ cho ra được cái chất lượng âm thanh nó đảm bảo hơn về mặt âm học của nó Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tháo ra để xem xem bên trong nó như thế nào Vâng thưa quý vị và sau khi chúng ta tháo ra những con ốc thì ở đây chính là phần hệ thống củ loa bên trong này Đấy, Các quý vị có thể nhìn thấy Bên trong này thì nó vẫn là sử dụng cái từ thường quý vị nhé Đấy Vẫn từ thường Và bên trong thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái nhện này Đấy, Cũng như là cái phần khung này Phần khung này thì được làm bằng nhôm Nằm nhôm không phải là gang quý vị nhé. À, còn đây chính là phần dây để đi xuống cái phần bảng mạch công suất cũng như là cái mạch phân tần phía dưới này. Đây quý vị có thể nhận thấy không ạ? Đây, chúng ta sẽ có phần là mạch công suất cũng như là mạch phân tần. À, nó tháo ra phần ở dưới này nó khá là khó, Đấy, cũng khá là khó và ảnh hưởng về phần dây dợ cho nên là nhà trường cũng khó là không khá tháo được. Thì quý vị có thể lại quan sát được trong này nó cũng rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Đấy, các hệ thống đều được làm chi tiết tỉ mỉ cẩn thận. Và cái phần buồng âm này quý vị có thể nhận thấy được thiết kế khá là rộng ở bên trong này để với mục đích nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái chất lượng âm bát nó đạt được độ sâu, đấy độ sâu. Đó thì uh, hai cái phần nổ thông hơi này quý vị có thể nhìn thấy nó rất là lớn đúng không ạ? Như vậy thì cái áp lực âm thanh uh, ở bên trong này nó sẽ luôn luôn được đẩy ra ngoài nhanh chóng. Chính vì vậy nó sẽ không bị làm tình trạng bị méo tiếng của cái giải âm chúng ta. Đấy, còn về chi tiết củ loa thì quý vị có thể ngắm qua đây thì cũng có thể biết được rồi đấy Từ phần khung, phần nam châm đúng không ạ Cho đến phần nhện thì nó cũng làm như những cái củ loa khác thôi cũng Không có cái sự khác biệt gì à, Chủ yếu là đến từ phần buồng âm này nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có được sự cộng hưởng âm thanh Cũng như là cái phần mạch công suất đấy, Mạch công suất nó công suất lớn Nó khác biệt hơn so với phiên bản trước đây thì là công suất nó đã được cải tiến hơn nhiều rồi Thì về cơ bản là nó như vậy và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần test thử chất lượng âm thanh để quý vị cảm nhận xem cái mẫu loa sub của chúng ta phát huy được như nào. rồi đó là những cái trải nghiệm của Nhật Trường cùng quý vị về cái mẫu loa súp điện của thương hiệu Anto này đúng không ạ? Đây là phiên bản mẫu mới thì à, chúng ta đã nhận thấy được chất âm của nó rồi đúng không ạ? Nó rõ ràng có được cái sự khác biệt hơn so với phiên bản nào tiền nhiệm trước đây Cái giải âm xuống được sâu, có chiều sâu hơn và cái khả năng ra được cái âm bát nó cũng đạt được cái độ căng hơn so với phiên bản cũ đó và thậm chí là về mặt hệ thống công suất của loa nó cũng đã có sự khác biệt nâng hơn rất là nhiều mà mức giá lại cực kỳ yêu thương không lệch quá nhiều so với lại phiên bản tiền nhiệm vậy thì mẫu loa xúc điện mới của thương hiệu Anto này nó sẽ là xứng đáng là một gợi ý là một cái ứng cử viên để quý vị quan tâm nếu như muốn lắp đặt trong hệ thống karaoke của gia đình hoặc là kinh doanh sân khấu hội trường của quý vị nhé và nếu quý vị đã quan tâm đến mẫu loa xúc điện mới của thương hiệu Anto này hoàn toàn có thể liên hệ với số hotline của Nhật trường đó chính là 0985 357 466 để được mức giá tốt nhất thị trường của vị nhé. À, và nếu quý vị muốn hỏi gì về liên quan tới yếu tố kỹ thuật có thể gọi điện qua số hotline 0868 500 255. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay của Nhật trường. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo. Xin chào.